thế kỷ trước. Ở đây. Cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Mở nó ra đi. Chạy đi. Rằm tháng 7, linh cảm thứ 7. Julie, có phát hiện gì mới không? Những thứ này đã bị phá hủy gần hết rồi. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra vài thứ từ thời du sở thôi. Đều là do lũ cướp người nước ngoài đó cả. Phá hủy gần hết chỗ này rồi. Hay là chúng ta đi điều tra về tên thám hiểm người Mỹ từng tới đây. Tên Mai đó đi. Được đấy. Những thứ hắn ta trộm đi, nói không chừng là có giá trị nghiên cứu với chúng ta. Đó là chuyện từ thế kỷ trước rồi. Có điều tra nổi không? Chuyện này thì anh yên tâm. Chú em làm công tác đấu giá ở nước ngoài. Để em thử nhờ ông ấy. Nói không chừng sẽ có manh mối. Được. Julie, em nói xem mua đồ cho trẻ con. Nên mua gì đây? Trẻ con nhà ai? Cháu trai của anh, Lục Nhất Bạch. Vài ngày nữa là sinh nhật nó rồi. Trẻ con sao? Tặng từ điển Bách Khoa toàn thư đi. Học hỏi thêm được tri thức cũng tốt mà. Ừ, được đấy. Ba năm sau. Lý Tống, cậu đã lên kế hoạch cho hoạt động thám hiểm mùa hè của câu lạc bộ chúng ta chưa? Vẫn chưa. Nghỉ hè đâu đâu cũng là người. Muốn tìm một nơi thích hợp, khó quá đi. Này, hay là chúng ta đến bờ biển chưa khai phá nào đó đi được không? Chủ ý này được đấy. Chúng ta có thể đánh cá, ăn hải sản mà. Tầm tháng 7, tháng 8, gió biển rất lớn, không an toàn. Huống hồ gì Lục Nhất Bạch, dị ứng cả hải sản. Thôi bỏ đi, Trác Dương. Đến Tiểu Bạch nhà mình dưỡng cái gì cậu cũng biết. Còn hơn cả người làm bạn gái như mình đây. Em nhìn đi. Em không quan tâm anh thì còn đầy người quan tâm anh. Nếu em mà còn lạnh nhạt với anh nữa, anh sẽ ngã vào vòng tay Trác Dương đấy. Dựa vào anh sao? Chuyển giới thành nữ, mai ra còn có cơ hội. Thực ra mình thấy không cần phải chuyển giới. Thực ra Trác Dương và Nhất Bạch cũng xứng đôi lắm mà. Hà Tuyết Mẫn, cậu đừng có ghép đôi linh tinh. Trác Dương là của mình, đừng ai hòng giành hết. Được rồi, đừng xàm xí nữa. Về lại chủ đề chính nào. Hay là chúng ta lên núi đi. Chú mình có một căn nhà trên núi. Tuy có hơi xa, nhưng mà phong cảnh rất khá. Hồi cấp 2 mình thường hay tới đó chơi lắm. Nghe cũng không tệ đấy nhỉ. Tiểu Bạch, trước đây không phải anh nói căn nhà đó đã bỏ trống nhiều năm rồi sao? Nhắm có còn ở được không? Chắc là không vấn đề gì đâu. Năm nào cũng có người lên đó dọn dẹp mà. Nhất Bạch, chú cậu giàu có thật. Biệt thự trên núi mà nói bỏ là bỏ sao? Nhưng mà chú mình đã mất tích từ mấy năm trước rồi. Mất tích sao?
Có chuyện gì vậy? Một người trưởng thành mà nó mất là mất sao? Mình cũng không biết. Mình nghe bố mẹ nói, hình như ông ấy vì bạn gái tự sát, chịu kích thích gì đó. Nói là phải đi khắp thập vạn đại sơn, tìm cái gì mà du sư chiêu hồn. Sau đó thì sống không thấy người, chết không thấy xác. Lục Nhất Bạch, nửa đêm rồi, cậu đừng nói chuyện này nữa, mình nổi da gà rồi đây. Mà này, các cậu thấy đề nghị của Nhất Bạch thế nào? Khá hay đấy. Vậy quyết định vậy nhé. Vậy hai bạn mới, Tô Lạc với Chung Thất Thất thì phải làm sao? Có cần nói trước với họ về hoạt động này không? Thôi đợi họ qua kỳ thi tân sinh năm nhất đã. Ok. Tô Lạc, cậu làm mình sợ muốn chết. Thất Thất, mình lại gặp ác mộng nữa rồi. Tô Lạc, bây giờ cả ký túc xá chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Đêm nào cậu cũng la toán lên như vậy. Sớm muộn gì mình cũng bị cậu làm cho dở tim mất thôi. Thất Thất, mình xin lỗi. Hay là cậu đi khám bác sĩ đi. Ngày mai còn phải đi thi nữa, cậu ngủ sớm đi. Bạn học, cho mình hỏi chút, thầy Lý có bên trong không vậy? Có đấy, cậu tới làm hỗ trợ tâm lý sao? Phải. Mời vào. Về những thứ trong ác mộng của em đó, em cũng từng tới hỏi giáo sư Hoàng rồi. Ông ấy nói có liên quan tới văn hóa du sở. Đại não của con người có sức tưởng tượng vô cùng phong phú. Khi nó bị thế giới bên ngoài kích thích, sẽ sản sinh ra một vài cảnh tượng ở tầng biểu bì của não, cũng tức là cái gọi là nhận thức và dự báo. Thực ra những thứ này đều chỉ là ám thị tâm lý của bản thân thôi. Em đừng suy nghĩ quá nhiều. Thời gian này em chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn đi, thì xong chắc sẽ đỡ hơn thôi. Dân, cảm ơn thầy Lý. Vậy em đi trước đây. Cảm ơn thầy. Tôi xin lỗi. Tô Lạc, anh Trác Dương, anh không làm em đau chứ? Có còn đau không? Em không sao. Anh đi nộp luận văn đây. Gặp em sau nhé. Dân. Anh đã nghĩ ra đi đâu chưa? Em chào anh chị. Em không sao chứ? Không sao ạ. Thất Thất, mình nghe chị hướng dẫn nói câu lạc bộ chúng ta có hoạt động hè, cậu có muốn tham gia không? Hoạt động tập thể sao? Tất nhiên là mình muốn tham gia rồi. Đây là lần đầu tiên mình tham gia hoạt động tập thể kể từ khi gia nhập câu lạc bộ đấy. Mà này, cậu có đi không? Mình phải nghĩ cái đã. Nếu có thời gian mình sẽ đi. Cậu đi chung với mình đi. Đi đông mới vui chứ. Huống hồ gì, còn có cả nam thần Lục Nhất Bạch của mình nữa mà. Anh Nhất Bạch đã có chị hướng giảng rồi.
Cậu mở miệng ra là nam thần, như vậy không hay đâu. Tô Lạc, cậu nghĩ gì vậy chứ? Rất nhiều nữ sinh trong trường đều gọi Lục Nhất Bạch là nam thần mà. Mình gọi như vậy cũng chỉ cho vui thôi, chứ có định làm gì với anh ấy đâu. Làm mình giật mình. Mình còn tưởng cậu thật sự định ra tay với anh Nhất Bạch nữa. Chị hướng dẫn học thể dục đấy. Hai người mà đánh nhau, mình không giúp nổi cậu đâu. Cậu yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu. Cậu nên lo cho chính mình thì hơn. Mình làm sao cơ? Ai bảo cậu đụng vào bảo bối của chị Mẫn Tuyết chứ? Bảo bối? Đừng có giả ngốc với mình nữa. Đừng nói với mình là cậu không biết chị Mẫn Tuyết thích anh Trác Dương đấy nhé. Không phải chứ. Hạ Mẫn Tuyết thích Trác Dương sao? Họ không phải là bạn bè sao? Bạn bè thì làm sao chứ? Bạn bè không thể yêu nhau được sao? Hơn nữa, chị ấy thích anh ấy nhiều năm như vậy rồi, chỉ còn thiếu nước tỏ tình nữa thôi. Cậu yên tâm đi, mình không có đâu. Tô Lạc, em không sao chứ? Em không sao chứ? Đứng lên nào. Có người đuổi theo em sao? Sao mà đi nhanh thế? Không phải, là ở khu giảng đường bên đó. Nhưng anh và anh Trác Dương từ đó qua, có thấy ai đâu. Không phải là người, em cảm giác. Con gái các em lúc nào cũng nghi ngờ này nọ. Anh còn tưởng em gặp biến thái nữa chứ. Kết quả tới một bóng người cũng không có. Cậu đừng nói linh tinh. Gần đến kỳ nghỉ, trong trường chưa chắc đã an toàn đâu. Hay là để bọn anh cùng em tới khu giảng đường xem thử nhé. Thôi khỏi, không cần phiền tới vậy đâu. Cũng muộn rồi, ký túc xá cũng gần đóng cửa. Em về trước đây. Đằng nào cũng cùng đường, hay là đi chung đi. Phải đấy, đi thôi. Cảm ơn các anh, cùng một câu lạc bộ mà. Có gì phải cảm ơn chứ. Cậu thu dọn đồ sớm như vậy sao? Còn không phải sao? Bạn cùng phòng của chị Mẫn Tuyết đi hết rồi. Chị ấy nói ở một mình thấy sợ, nên bảo mình qua đó ở cùng chị ấy vài ngày. Quan hệ hai người tốt thật đấy. Tất nhiên rồi, bọn mình là chị em tốt mà. Mà này Tô Lạc, mình có mấy bài phát thanh mới đây, cậu có muốn nghe không? Có cảnh nóng đấy. Được thôi, gửi vào mail cho mình đi. Mình biết ngay là cậu thích nghe mà. Để lát nữa mình gửi qua cho cậu. Anh Trác Dương, anh tìm em sao? Em qua đây ngồi đi. Anh tìm em có chuyện gì không? Anh xem danh sách mà hướng dẫn nộp lên, hình như không có tên em thì phải. Em không tham gia hoạt động này đâu. Em có dự định gì khác rồi sao? Trước giờ em chưa từng tham gia mấy hoạt động kiểu này. Sợ sẽ làm phiền mọi người thôi. Sợ gì chứ? Anh sẽ chăm sóc em mà. Nhưng mà quyết định vậy đi. Vậy em đi trước đây. Được.
Em đã mang đủ đồ chưa đấy? Mang đủ rồi. Lên núi là phải chuẩn bị nhiều đồ lắm. Tô Lạc, cậu nhận được bản thảo phát thanh mình gửi cậu tối qua chưa? Mình không nhận được bản thảo nào cả. Chỉ nhận được video kinh dị cậu gửi cho mình thôi. Video kinh dị? Không phải chứ. Lẽ nào mình gửi nhầm file sao? Nửa đêm xem mấy thứ đó, đúng là làm mình sợ chết. Tô Lạc, Thất Thất chỉ vô tình gửi nhầm thôi, chứ không phải cố ý. Em trưng bộ mặt đó ra cho ai xem chứ? Chị Mẫn Tuyết, em không có ý đó. Em chỉ là bị video của Thất Thất làm cho sợ mà không ngủ được thôi. Ôi trời, đừng nói em gặp ác mộng đấy nhé. Chẳng trách Thất Thất không dám chung phòng ký túc với em. Có chuyện gì thế? Không có gì. Chị Mẫn Tuyết, đi vệ sinh với em một lát đi. Được. Trác Dương, cầm giúp mình cái túi. Được. Sao thế? Có chuyện gì sao? Không có. Em thấy hình như chị Mẫn Tuyết đang hiểu lầm gì em thì phải. Nếu như có hiểu lầm thì vẫn nên nói sớm với nhau thì hơn. Tính tình Hạ Mẫn Tuyết thẳng thắn chứ không có xấu. Dân, em biết rồi. Thất Thất, cô bạn Tô Lạc đó của em làm sao vậy? Không phải nói không tới sao? Sao tự dưng đổi ý rồi? Sao mà em biết được? Gần đây em có ở chung ký túc với cậu ấy đâu. Nhìn thấy thôi là khó chịu rồi. Tô Lạc với Trác Dương không hợp nhau đâu. Chị cần gì phải coi người ta như tình địch vậy chứ? Còn nữa, em là vì lo chị sợ nên mới tới ký túc với chị. Xem vừa rồi chị nói gì kìa. Em có phải vì Tô Lạc hay gặp ác mộng đâu. Chị chỉ muốn trút giận giúp em nên mới nói như vậy thôi. Hơn nữa, chúng ta là chị em tốt mà, phải không? Phải. Thất Thất, em sẽ giúp chị phải không? Tất nhiên rồi. Hạ Mẫn Tuyết, hai người xong chưa? Xuất phát thôi. Họ gọi chúng ta rồi. Cứ đi trước đã. Đi thôi. Mình muốn kể cho các cậu nghe về chuyện của Tiểu Minh và Tiểu Hồng. Em không nghe đâu. Tại sao chứ? Mình không có hứng. Lần nào anh chẳng kể y chang. Thất Thất, làm sao? Còn chẳng thèm sửa chi tiết nào nữa. Phải đấy, không nghe phải không? Mình cho cậu không nghe này. Này này, hai người đang làm gì đó? Ôi má ơi, ga tô quá đi. Ga tô quá, hai người bớt bớt chút đi. Trác Dương, hả? Cho xin một chút nhạc thật sập sình. Phá tan bầu không khí của họ đi. Phải đấy, mở kênh nghe nhạc đi. Được, chẳng chú ý người khác gì cả. Đừng mở cái hộp đó ra. Chuyện này là sao? Đừng nói là có chuyện quỷ dị gì đấy nhé. Phải đấy. Sao đài phát thanh lại phát ra thứ âm thanh này chứ? Cũng đáng sợ quá rồi. Ngày kia là rằm tháng 7 rồi. Nửa đêm ở nơi hoang dã thế này, nhớ phải chú ý đấy. Cậu đừng nói nữa, mình sợ đấy. Mình cũng sợ. Không phải chỉ là chút âm thanh quái dị thôi sao? Xem cậu sợ tới mức nào kìa. Uổng cho cậu còn học địa chất đấy Lý Tùng. Rõ là nhát gan. Nhát gan thì sao nào? Đối với những vật thể chưa biết, chúng ta phải có chút lòng thành chứ. Đừng làm mồm nữa. Chắc là do lệch sóng thôi. Lệch sóng sao? Làm gì có đài phát thanh nào phát ra thứ âm thanh này chứ. Chắc là đúng đấy. Chuyện kinh dị sau nửa đêm thường phát vào giờ này mà. Có chuyện gì vậy? Phía trước có chuyện gì thế? Chúng ta xuống dẹp nó sang một bên đi. Đi thôi. Có chuyện gì vậy? Từ từ thôi. Hai người khiêng cái này đi. Từ từ thôi. Còn cái này nữa. Nào, dọn cái này đi. Đi thôi.
Chính là chỗ này, chúng ta tới rồi. Chúng ta đừng vào trong đó vội, đợi trời sáng rồi mới vào. Tại sao không vào ngay được chứ? Vậy em không biết rồi, căn nhà này lâu rồi không có ai ở, khó tránh sẽ có mấy thứ như côn trùng rắn rết. Đợi trời sáng, rắc chút thuốc là an toàn ngay thôi. Ra là vậy. Được thôi. Em đừng đi xa quá đấy, có chuyện gì cứ gọi anh. Căn nhà này lớn quá. Đây là phòng khách, phòng ngủ ở trên lầu, phòng nào cũng có giường cả. Chỉ là có chút giống nhà xác. Chỗ này sao đâu đâu cũng phủ vải trắng vậy chứ? Đừng nói linh tinh, cẩn thận xúc phạm hồn ma đấy. Đã tới rồi thì ở yên vậy đi. Thất thất, chúng ta ở chung phòng đi. Được thôi. Tô Lạc, hay là chúng ta... Thôi, em không phiền anh chị đâu. Hơn nữa, em ngủ một mình cũng quen rồi. Tô Lạc, hay là thế này, anh sẽ chịu khó qua ở chung với em nhé. Nhưng em yên tâm, anh nhất định bảo vệ em. Anh nằm mơ đi, người ta thèm vào. Lý Tùng, với cái gan đó của cậu, đụng chuyện là chạy nhanh nhất có thể. Tô Lạc không bảo vệ cậu là tốt rồi. Phải đấy, hơn nữa Tô Lạc có chọn, cũng chọn Trác Dương thôi. Người ta đẹp trai hơn cậu nhiều. Luận về hình tượng, có thế nào mình cũng xếp top 3 đấy. Nói cũng phải, câu lạc bộ chúng ta tổng cộng có 3 nam thôi mà. Thôi được rồi, mọi người lên lầu chọn phòng đi. Đi thôi, không thèm nói với các cậu nữa. Đi thôi, đi. Có cần anh giúp gì không? Không cần. Anh xem, em dọn xong hết cả rồi. Thôi được, vậy anh sẽ ở phòng bên cạnh, có gì cứ gọi anh nhé. Dân. Giật hết cả mình. Ra là tượng thạch cao. Thất thất, đừng đánh nữa. Anh đứng lại đó, đừng đánh nữa được không? Này thì cho anh dọa em này. Em phải đánh chết anh. Thất thất, anh sai rồi, đừng đánh nữa. Anh đứng yên đó, đứng yên đó. Đừng đánh nữa được không? Này thì giả ma dọa em này. Anh sai rồi. Thất thất, anh đứng yên đó để em đánh xem nào. Còn đánh nữa là anh giận đấy nhé. Không được, anh toàn bắt nạt em thôi. Thất thất, anh không bắt nạt em nữa. Đã nướng xong chưa? Cậu có muốn uống bia không? Cảm ơn. Mình muốn uống bia. Có ngay. Tô Lạc, sao không qua chơi với bọn mình? Mình đang bài bàn mà. Cậu hát lạc tông rồi. Cậu mới lạc tông ấy. Các anh chị có muốn uống bia không? Có chị. Được, để em lấy cho. Cảm ơn. Em thấy có vui không? Dạ có. Em thấy rất vui. Em vui là được rồi. Trác Dương, sao thế? Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.
Tại sao cô luôn bám theo tôi vậy? Tô Lạc, dậy ăn sáng thôi. Dân. Em nhìn gì thế? Không có gì. Chắc là do em qua mắt thôi. Không sao thì mau đi thôi. Đừng đi lạc đấy. Dân. Ai đó? Ai đang ở ngoài đó? Tô Lạc, sao em lại ở tầng 1 vậy? Chị Mẫn Tuyết đang tắm ở tầng trên, cho nên em mới xuống tầng 1. Sao các anh còn chưa đi ngủ nữa vậy? Còn không phải tại Lý Tùng sao? Cậu ấy cứ đòi xem thứ mà chú anh giấu ở tầng hầm. Mấy thứ giới dẫn đó có gì đáng xem đâu chứ? Cũng đâu có gì đáng tiền. Vấn đề không phải đáng tiền hay không, chủ yếu là giá trị nghiên cứu của nó. Hơn nữa ban ngày cậu cũng nói với mình rồi còn gì. Căn nhà này có tầng hầm sao? Tất nhiên rồi. Bọn anh đi xem đây. Ai đó? Là mình. Thất thất đây. Muộn vậy rồi, cậu tìm mình có chuyện gì không? Cậu có thể ra đây một chút được không? Được, vậy cậu đợi mình một chút. Thất thất. Thất thất. Thất thất. Là cậu sao? Lý Tùng. Lý Tùng. Cậu có nghe thấy tiếng gì không?
cùng tôi cũng tìm được cô rồi. Tô Lạc, em ấy sốt rồi, mình có mang thuốc cảm đây, để lát mình lấy cho em ấy uống. Chuyện này cũng lạ thật đấy. Tô Lạc đang yên lành, không ở yên trong phòng, lại xuống tầng hầm làm gì? Chắc vì lúc trước mình nói dưới tầng hầm có đồ cổ, nên em ấy hiếu kỳ thôi. Dù gì em ấy cũng học ngành lịch sử, chắc là có chút hứng thú thôi. Hiếu kỳ sao lúc nào không đi được, mà lại chọn nửa đêm canh ba để đi. Mình thấy có mà cô ta muốn lén lút trộm vài thứ đi thì có. Hạ Mẫn Tuyết, cậu muốn đùa cũng được, nhưng mọi người đều cùng một câu lạc bộ, mấy lời nói tổn thương người khác sau này đừng nói nữa. Vậy cậu nói xem tại sao cô ta lại đi nửa đêm canh ba thế này? Hơn nữa, từ khi cô ta tới câu lạc bộ chúng ta đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này rồi? Hạ Mẫn Tuyết, ý cậu là sao đây? Ăn với chả nói. Tiểu Bạch nhà mình đắc tội với cậu chỗ nào chứ? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Đợi em ấy tỉnh lại là biết ngay thôi. Chắc là do Tô Lạc bị mộng du thôi. Tô Lạc thường xuyên gặp ác mộng, đã phải tới điều trị tâm lý mấy lần rồi. Hơn nữa, cậu ấy cũng không biết khi mình ngủ sẽ bị mộng du nữa. Em vì chuyện này mà dọn ra khỏi ký túc xá sao? Phải. Rõ ràng vì chị nói với em chỉ là trò đùa ác ý, nên em mới lừa cậu ấy ra đấy. Em ngồi xuống trước đi. Em đừng quá kích động, không phải chưa xảy ra chuyện gì đó sao? Nhưng mà vừa nãy em còn nói dối nữa. Chị biết lần này em làm vậy là vì giúp chị, là lỗi của chị. Chị không nên đưa ra chủ ý như thế. Nhưng Tô Lạc cũng là bạn cùng phòng của em mà. Hay là chúng ta nói ra thật đi. Lỡ cậu ấy tỉnh dậy, phát hiện ra chúng ta, bây giờ có nói cũng muộn rồi, không kịp nữa. Hơn nữa, cũng đâu ai biết chúng ta làm ra chuyện này đâu. Chuyện này cứ cho qua như vậy đi. Cứ coi như là cho Tô Lạc một bài học cũng được. Chị à, em yên tâm. Những bảo vật của chú mình mà các cậu muốn xem đều ở đây cả. Nhất Bạch, chú cậu làm nghề gì vậy? Sao mà sưu tầm được nhiều cổ vật thế? Mấy thứ này đều là đồ thuộc văn hóa Du Sở. Chú mình là chuyên gia nghiên cứu về mảng này, rất có tiếng trong ngành đấy. Anh Nhất Bạch, số đồ cổ này chắc là đáng giá không ít đâu nhỉ? Cũng có phải là của nhà em đâu, đáng tiền hay không liên quan gì tới em. Em chỉ hỏi vậy thôi mà. Mấy món này mà xét tới văn hóa thì giá trị liên thành đấy. Vậy sao? Mọi người nhìn viên đá này đi, hình như còn phát sáng nữa đấy. Cho em xem nào. Cũng chỉ là viên đá bình thường thôi mà. Trên này chỉ có khắc mấy ký tự kỳ quặc thôi, chứ phát sáng chỗ nào đâu. Lẽ nào chị nhìn nhầm rồi sao? Vừa nãy rõ ràng đang phát sáng mà. Đưa mình xem nào. Đây không phải là bùa, là du văn. Du văn, du văn là gì? Trước đây mình từng nghe chú nói,
Đây là thứ mà đại vua chuyên giết để cho thần quỷ độc. Những thứ khác trên này đều khá kỳ lạ. Mọi người đừng nên tùy tiện chạm vào thì hơn. Lục Nhất Bạch, không phải cậu thấy hôm nay là rằm tháng 7, cố tình nói để dọa mọi người đấy chứ? Mấy câu này cũng đâu phải do mình nói, tin hay không tùy cậu. Tạm đừng nói tới du văn gì đó, nhưng mà viên đá này nhìn cũng kỳ lạ thật đấy. Đừng qua đây! Đừng qua đây! Tô Lạc! Tô Lạc! Đừng động vào viên đá đó! Đừng đụng vào viên đá đó! Viên đá! Viên đá! Tô Lạc, đừng mà. Em lại gặp ác mộng sao? Trác Dương, anh đây. Sao anh ở đây? Em không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì sao? Tối qua em bị ngất trong tầng hầm. Em chỉ nhớ là tối qua Thất Thất tới gõ cửa phòng em. Sau đó thì em theo ra ngoài thôi. Lúc đó em thấy trong đống đồ kia hình như có gì đó. Em tưởng cậu ấy đang ở trong đó. Em có nhìn thấy em ấy không? Em chỉ nghe tiếng của cậu ấy thôi. Nhưng Chung Thất Thất lại nói em bị mộng du, cho nên em ấy mới dọn khỏi ký túc xá. Đúng là em từng bị gặp ác mộng, phải tới điều trị tâm lý. Nhưng đó giờ em chưa từng bị mộng du lần nào. Em cũng không biết tại sao cậu ấy lại nói em như vậy nữa. Anh tin em. Trác Dương, mình vừa nhặt được một viên đá trong tầng hầm, có vẻ rất quý hiếm. Đưa mình xem nào. Đừng. Đừng mà. Em đừng căng thẳng. Trác Dương, đừng đụng vào viên đá đó. Em bị ngáo sao? Cậu ấy mang viên đá đó đi rồi. Em đừng sợ nữa, hứa với em, tuyệt đối đừng đụng vào viên đá đó. Anh hứa với em, anh sẽ không đụng vào nó. Nhưng em phải cho anh biết, tại sao không cho anh đụng vào nó chứ? Tối hôm qua, em là vì chạm vào viên đá đó nên mới bị ngất đấy. Em cứ có cảm giác viên đá đó có thứ gì đó rất kỳ lạ. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Hướng Giảng, chỉ có mình cậu thôi sao? Tiểu Bạch vào rừng kiếm củi rồi, cậu có chuyện gì sao? Cho mình mượn điện thoại một lát đi, mình gọi điện cho giáo sư một chút. Điện thoại của mình không có sóng. Lạ thật, sao điện thoại của mình cũng không có sóng thế này? Tối qua rõ ràng còn lên mạng được cơ mà. Lạ thật. Tô Lạc tỉnh chưa? Tỉnh rồi, nhưng mà trạng thái có vẻ không tốt cho lắm. Cậu đang làm gì thế? Cháo yến mạch, cậu có muốn ăn không? Không cần đâu, mình đi đây. Được. Trác Dương, Tô Lạc tỉnh chưa? Tỉnh một lúc rồi lại ngủ rồi. Cô ấy không sao chứ? Vẫn còn sốt, nhưng mà đỡ hơn nhiều rồi. Vậy là mình yên tâm rồi. Tối qua cậu ngủ muộn lắm sao? Đâu có, mình ngủ sớm lắm mà. Mình nghe thấy ngoài hành lang có người đang nói chuyện. Nghe giống giọng của cậu và Chung Thất Thất.
Tối qua Thất Thất bảo mình đi vệ sinh với em ấy. Là vậy sao? Vậy mình đi tìm Thất Thất đây. Được. Lý Tùng, cậu ngồi nhìn viên đá này cả buổi chiều rồi đấy. Lẽ nào nó là bảo vật gì sao? Một viên đá thì có thể là bảo vật gì được chứ? Lý Tùng, không phải anh học địa chất sao? Anh xem cho kỹ đi. Anh không dám chắc. Anh thấy viên đá này khá giống thiên thạch. Nếu là một mảng thiên thạch hiếm thấy, vậy thì đáng giá lắm nhé. Vậy nếu nó là thiên thạch thật, một viên đá tầm này khoảng bao nhiêu tiền? Khó nói lắm, còn phải xem thành phần. Anh từng xem qua một bài viết nói một viên chỉ bằng quả trứng cút, đã giá trị tới mấy triệu đấy. Đưa em xem nào. Cho chị xem với. Nhất Bạch, hả? Cậu có thể để mình mang viên đá này đi tìm giáo sư giám định hay không? Nếu thực sự nó là một mảng thiên thạch hiếm có, vậy thì mình được ghi danh sử sách rồi. Tùy cậu thôi. Thật sao? Này, cậu không sợ mình chôm nó luôn sao? Chôm thì chôm thôi, mình cũng đâu có biết. Trượng nghĩa lắm. Hay là cậu đưa mình xuống núi luôn đi. Thôi đừng, mình còn ở nhà chăm vợ nữa. Cậu có thể bảo Trác Dương lái xe đưa cậu đi mà. Cái thứ thấy gái quên bạn như cậu ấy, thôi bỏ đi thì hơn. Nhưng mà chuyện này cũng không cần nóng. Đợi chúng ta chơi chán rồi ra ngoài sau đi. Cậu không nóng nhưng mình rất nóng. Điện thoại của mình giờ không có sóng, muốn gửi hình ảnh cho giáo sư xem cũng không được. Tiện thể đi mua ít đồ dùng phụ nữ cho em luôn đi. Bà dì của em tới rồi. Thôi được. Thật sao? Đi. Tin mình đi, bảo đảm không sai đâu. Đúng là không thể lái xe ban đêm được mà. Nếu mệt thì cậu lái chậm thôi. Cẩn thận. Có phải vừa nãy mình đâm trúng thứ gì rồi không? Phải, mình cũng thấy mà. Sao lại không có ai thế này? Cũng không có dấu máu. Vậy rốt cuộc chúng ta đâm trúng thứ gì vậy? Nhất Bạch, hôm nay là rằm tháng 7 đấy. Ý cậu là chúng ta đâm phải thứ gì không sạch sẽ sao? Lý Tùng, còn phải lái bao xa mới đến thị trấn gần nhất được vậy? Với tốc độ này chắc là phải hơn một tiếng nữa đấy. Chúng ta vào trấn ở một đêm rồi đi tiếp đi. Được. Xe tới rồi. Em tỉnh rồi sao? Có phải Lục Nhất Bạch và Lý Tùng vẫn chưa về không? Bọn họ ra ngoài từ tối rồi. Sao em lại biết? Xem ra là thật rồi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa nãy em nằm mơ. Vào trong rồi nói đi. Em mơ thấy họ bị tai nạn xe. Đừng sợ.
Chỉ là giấc mơ thôi, bọn họ sẽ không sao. Mong là họ không sao. Anh có liên lạc được với họ không? Không liên lạc được. Điện thoại đều mất sóng từ hôm qua rồi. Vậy phải làm sao đây? Cứ để xem sao đã. Nếu tới mai họ vẫn chưa về, chúng ta sẽ tìm cách sau. Từ đây xuống núi đúng là rất xa, không có xe cũng rất bất tiện. Đúng rồi, em đừng kể chuyện giấc mơ cho Lâm Hướng Giảng đấy. Cậu ấy sẽ lo lắng cho mà xem. Vẫn còn sốt sao? Cả ngày nay em chưa ăn gì rồi. Để anh đi nấu mì cho em. Trác Dương, sao anh lại tốt với em như vậy chứ? Vì anh thích em. Có ngon không? Ngon lắm. Thơm quá đi. Nóng quá, cẩn thận đấy. Ăn nhiều vào đi. Vẫn còn đấy. Ngon quá. Tô Lạc, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tô Lạc, mình có nấu cháo buổi sáng này, mùi vị cũng không tệ, cậu ăn chút đi. Không cần, gần đây dạ dày mình không được tốt. Tô Lạc, có phải em đang hẹn hò với Trác Dương không? Nửa đêm hôm qua chị thấy em vào phòng anh ấy, mãi tới sáng mới bước ra. Sao em có thể mặc dày tới vậy chứ? Em và Trác Dương không giống như chị nghĩ. Hơn nữa, bọn em có hẹn hò hay không thì liên quan gì tới chị? Em... Chị cũng kỳ lạ thật đấy. Chị kỳ lạ sao? Hướng Giảng, có liên lạc được với Nhất Bạch hay không? Điện thoại không có sóng. Sao thế? Không có gì, chỉ là mình hơi lo thôi. Mình cũng vậy. Cả đêm hôm qua mình không ngủ được. Giờ điện thoại không có sóng, xe cũng bị Nhất Bạch lái đi rồi, căn bản không thể ra ngoài được. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì rắc rối to rồi. Thực ra bọn người Tiểu Bạch, Tô Lạc, sao mặt em đỏ thế? Em phát sốt rồi. Sốt cao lắm luôn đấy. Đừng mà. Đừng tới phòng tắm. Đừng. Tô Lạc. Tô Lạc, em ấy làm sao vậy? Đừng nói là mắc bệnh lạ gì đấy nhé. Em ấy sốt cao như vậy, Tiểu Bạch lại vẫn chưa về. Chúng ta phải làm sao đây? Phải đấy. Giờ điện thoại cũng không gọi được. Phải làm sao đây? Giờ mà muốn xuống núi, phải đi tới mấy chục km đường núi. Chúng ta lại không có xe, đâu thể đi bộ xuống núi mà tìm bác sĩ được chứ. Thế này đi, các cậu cứ ở đây đi. Mình sẽ xuống núi tìm bác sĩ. Trác Dương, cậu điên rồi sao? Xa như vậy, cậu định đi tới bao giờ chứ?
Cứ để em bé sốt như vậy sẽ xảy ra chuyện mất. Huống hồ gì mình cũng không nhất định phải xuống tới chân núi mà. Nói không chừng chỉ đi một đoạn, điện thoại sẽ có sóng ngay thôi. Lâm Hướng Giảng, nếu Tiểu Bạch về mà mình không có ở đây thì tranh thủ thời gian bảo cậu ấy đưa Tô Lạc đi đi. Được, làm phiền mọi người rồi. Thật không biết rốt cuộc Tô Lạc có điểm nào tốt chứ. Ngoài khuôn mặt đẹp ra thì cũng có gì đâu chứ. Sao Trác Dương lại bảo vệ cô ta như vậy? Được rồi chị Mẫn Tuyết, Tô Lạc đã bệnh tới mức đó rồi, chị bớt nói vài câu đi. Còn nữa, cái tính đó của chị cũng phải sửa đi. Trác Dương người ta thích kiểu con gái dịu dàng hơn, chị cứ như vậy là không được đâu. Thay đổi gì chứ? Chị hết hy vọng rồi. Trác Dương đã biết hôm đó là chúng ta lừa Tô Lạc xuống tầng hầm rồi. Không phải chứ? Liệu anh ấy có nói với người khác hay không? Trác Dương không phải loại người đó. Cậu ấy chỉ bảo chúng ta xin lỗi Tô Lạc thôi. Vậy giờ phải làm sao đây? Tại sao cô lại bám theo tôi vậy? Tìm cuốn nhật ký. Nhật ký? Nhật ký gì chứ? Nhật ký gì? Nhật ký. Tháng 6 năm 2007, tôi và bạn gái Julie tình cờ phát hiện ra một di tích của văn hóa du sở ở khu vực Thập Vạn Đại Sơn. Đáng tiếc là từ thế kỷ trước, nó đã bị hủy trong tay một người Mỹ tên Mai. Sau nhiều năm nghiên cứu của tôi và Julie, chúng tôi phát hiện trong ngôi mộ bị Mai hủy hoại lại có rất nhiều thứ liên quan tới du tộc trong truyền thuyết. Truyền thuyết nói, Du Thị có một cô gái tên Cửu Lê, trời sinh có hai đồng tử, thân mang đá thần, am hiểu âm dương. Có lẽ đây chính là nhà tiên tri đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Theo lời của người nhà nhà thám hiểm tên Mai kia, lúc đó Mai đi trộm mộ không hề thuận lợi. Thi thể của du nữ tan thành tro bụi trong gió. Những người đi cùng không bị bắn chết thì cũng bị mắc bệnh lạ mà bỏ mạng. Thứ duy nhất còn lại chỉ có viên đá thần trong quan tài của du nữ mà thôi. Sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng đã tìm được viên đá này trong một buổi đấu giá với giá rất cao. Chuyên gia nói đây là một viên thiên thạch vô cùng hiếm có. Nhưng tôi biết
Đây chính là viên đá thần mà du tộc coi như bảo vật chí cao đó. Kể từ khi lấy được viên đá đó, hàng loạt ảo tưởng đáng sợ đã xuất hiện trước mắt tôi và Julie, vô cùng đáng sợ. Sau này tôi đọc một cuốn tài liệu của cổ lão thì mới biết, chỉ có huyết mạch của du nữ mới có thể có được sức mạnh tiên tri của viên đá. Ngược lại, người không có huyết mạch, nếu dám đụng vào viên đá, sẽ xảy ra đủ loại ảo giác đáng sợ khác nhau, tới chết mới thôi. Julie đã lựa chọn giải thoát, còn tôi thì vẫn trầm luân trong nỗi sợ không hồi kết đó. Ảo giác của tôi ngày một nặng hơn. Julie, tôi từng thử nhốt mình dưới tầng hầm, nhưng lại không thể khống chế mà tự mình làm hại mình. Có người nói ở Thạch Dạng Đại Sơn vẫn còn dấu nhất mạch của du tộc. Tôi đã quyết định đi tìm họ, nói không chừng vẫn còn cơ may. Trước khi đi, tôi dùng hợp thiết giấu viên đá đó xuống tầng hầm căn nhà này, mong là đừng có ai mở cái hộp chết chóc này ra. Hướng Giảng, Hướng Giảng, Hướng Giảng, Hướng Giảng, không xong rồi. Cậu ấy chết rồi, cậu ấy chết rồi, sao thế? Cậu ấy chết rồi, cậu ấy chết rồi. Tô Lạc, ý cậu là ai đụng vào viên đá đó thì đều sẽ phải chết sao? Mấy cậu cũng đọc nhật ký của chú anh Nhất Bạch rồi còn gì. Chỉ cần là đụng vào viên đá, không ai có thể thoát khỏi lời nguyền cả. Một cuốn nhật ký thì nói lên được gì chứ? Hơn nữa, không phải Nhất Bạch cũng nói rồi sao? Chú cậu ấy là vì nghiên cứu thứ gì đó mà tẩu quả nhập ma. Chúng ta không thể tin lời ông ấy được. Cả Lục Nhất Bạch và Lý Tùng đều đã gặp chuyện, Lâm Hướng Giảng cũng xảy ra chuyện rồi. Đợi đã, sao cậu biết Nhất Bạch và Lý Tùng đều xảy ra chuyện? Mình đoán thôi. Nếu họ không xảy ra chuyện thì sớm đã về rồi. Giờ Trác Dương lại không có ở đây, chúng ta phải làm sao đây? Trời tối như vậy rồi, chúng ta cứ đợi Trác Dương về rồi tính đi. Đợi chút, vừa nãy em nói ai chạm vào viên đá đó đều sẽ bị nguyền rủa sao? Vậy liệu Trác Dương có gặp chuyện gì không? Trác Dương hình như anh ấy không chạm vào viên đá đó. Vậy còn cậu? Mình đã chạm rồi. Được rồi, chúng ta về phòng thu dọn hành lý. Bất luận sáng mai Trác Dương có về hay không, chúng ta cũng phải rời khỏi chỗ này. Được, được, đi thôi. Đi. Theo như cuốn nhật ký nói, ai chạm vào viên đá đó đều sẽ bị dính lời nguyền. Chúng ta sẽ không phải là người tiếp theo đấy chứ? Em tin lời Tô Lạc sao? Tinh thần cô ta bây giờ không bình thường. Nhưng Lâm Hướng Giảng thật sự đã chết rồi. Lâm Hướng Giảng là bị giật điện chết thôi. Bất luận cậu ấy gặp sự cố hay là bị giết, chị đều thấy không liên quan tới lời nguyền nào cả. Ngược lại Tô Lạc, chị thấy cô ta thật sự không bình thường. Tô Lạc, nhưng em thấy cậu ấy có vẻ cũng rất sợ mà. Em không thấy cô ta rất đáng nghi sao? Đáng nghi? Đáng nghi chỗ nào? Thứ nhất, sao cô ta biết Lý Tùng và Nhất Bạch xảy ra chuyện? Thứ hai, Lâm Hướng Giảng vừa chết, cô ta liền lấy cuốn nhật ký ra để gạt mình khỏi danh sách tình nghi. Thứ ba, tất cả chúng ta đều từng chạm vào viên đá đó, tại sao chỉ có Trác Dương là chưa từng chạm vào? Ý chị là Tô Lạc và Trác Dương
Sớm đã biết viên đá đó có vấn đề. Thứ có vấn đề chưa chắc là viên đá, mà là người. Người sao? Người thì có vấn đề gì? Em có còn nhớ cuốn nhật ký của chú Nhất Bạch không? Em nhớ. Trong cuốn nhật ký đó có một câu như thế này: viên đá đó là chú của Nhất Bạch thắng được trong một buổi đấu giá ở nước ngoài. Nếu viên đá này thật sự đáng giá tới vậy, vậy thì chuyện Lý Tùng, Lục Nhất Bạch, Lâm Hướng Giảng gặp chuyện đều đã có nguyên nhân cả rồi. Bọn họ đi giết người là vì chuyện này sao? Không thể nào. Em nghĩ đi, câu lạc bộ chúng ta tổng cộng có 7 người. Lý Tùng và Nhất Bạch bây giờ không liên lạc được. Lâm Hướng Giảng xảy ra chuyện, em và chị, chúng ta đều không cầm viên đá đó. Vậy rốt cuộc, viên đá đó đi đâu rồi? Chị đừng dọa em. Nghe chị nói này, chị thật sự không dọa em. Em thử nghĩ đi, hồi sáng Tô Lạc còn bệnh nặng như vậy, sốt cao như thế, vừa nãy sao lại khỏi nhanh như vậy rồi? Hơn nữa, thông thường nếu trong biệt thự có người chết, phản ứng đầu tiên người ta muốn là rời khỏi đây mới phải. Tại sao cô ta một mực đòi đợi Trác Dương trở về chứ? Ý chị là bọn họ muốn giết người diệt khẩu sao? Chị thấy có khả năng này lắm. Bọn họ không sợ ngồi tù sao? Em đừng quên, tinh thần Tô Lạc vốn không bình thường. Hành vi giết người không thể khống chế bản thân sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Huống hồ gì nếu chúng ta đều chết hết, còn ai biết tới sự tồn tại của viên đá đó chứ? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chị Mẫn Tuyết, chúng ta phải làm sao? Hiện giờ Tô Lạc đang muốn giữ chân chúng ta, vậy nên chị nghĩ Trác Dương sẽ không nhanh về vậy đâu. Nghe lời chị, chúng ta phải ra tay trước thôi. Đừng mà, đừng tới bên bờ suối. Tô Lạc, Tô Lạc, những lúc Trác Dương không ở đây, mau trói cô ta lại. Chị Mẫn Tuyết, có khi nào chúng ta hiểu lầm gì không? Nếu Lâm Hướng Giảng không phải do họ giết thì sao? Hiểu lầm gì chứ? Cứ mau rời khỏi núi rồi báo cảnh sát, để cảnh sát quyết định. Bây giờ giữ mạng mới là quan trọng nhất. Trói đi, trói. Vậy nào. Đi bên này. Mau đứng lên đi, em sợ lắm. Mau lên đi. Nhớ cẩn thận đấy. Thất Thất, có phải chúng ta từng đi qua chỗ này rồi không? Thất Thất, Thất Thất, Thất Thất, Thất Thất, Thất Thất. Thất Thất, Thất Thất. Thất Thất, Thất Thất, Thất Thất, Thất Thất. Rốt cuộc em đang ở đâu? Hạ Mẫn Tuyết, Hạ Mẫn Tuyết, Thất Thất, em ở đâu? Thất Thất, Thất Thất.
Hạ Mẫn Tuyết. Thất Thất. Thất Thất. Thất Thất, em đang ở đâu? Thất Thất. Đừng mà. Đừng lại gần con suối đó. Đừng mà. Lý Tùng, Lục Nhất Bạch, các anh về rồi sao? Lý Tùng, Lục Nhất Bạch, các anh đã về chưa? Đừng mà. Em trai, chỗ chúng ta có bệnh viện không? Ở thôn bên đó có một cái bệnh viện. Anh trai, anh cũng bị tai nạn xe sao? Tai nạn xe? Hôm qua trên đường núi có tai nạn xe, có hai người bị thương nặng, đang cấp cứu ở bệnh viện đấy. Mau đang đi xem sao. Được. Đều là lỗi của em. Là em đã hại mọi người. Em không nên mở cái hộp đó ra. Không phải là lỗi của em. Hơn nữa Nhất Bạch và Lý Tùng đều đã được cấp cứu rồi. Trung Thất Thất cũng không sao. Rõ ràng em đã biết trước, nhưng vẫn không cứu được Hạ Mẫn Tuyết và chị Hướng Giảng. Khả năng tiên tri không phải may mắn, mà là một lời nguyền. Nếu mọi chuyện đều bắt buộc phải xảy ra, vậy thì người có năng lực này cũng sẽ càng đau khổ hơn. Mọi chuyện đều đã qua rồi, em cũng đừng tự trách nữa, Trác Dương. May mà anh không chạm vào viên đá đó. Yên tâm đi, viên đá đã được nhân viên nghiên cứu mang đi rồi. Nó sẽ không hại người nữa. Cô là ai? Tôi cũng là Tô Lạc, nhưng mà tôi tới từ một thế giới khác. Cũng giống như lý luận vũ trụ song song của Hawking vậy. Cô có thể coi tôi là cô ở thế giới song song. Chỉ là thế giới của chúng ta có sự khác biệt không gian và thời gian mà thôi. Thời gian của tôi nhanh hơn cô một chút. Vậy tại sao cô lại tìm tôi? Lẽ nào những cơn ác mộng đó? Cô đừng sợ. Tôi chỉ thông qua sức mạnh của viên đá thần mà truyền đạt thông tin tới cho cô thôi. Hơn nữa, những thứ đó không phải ác mộng, mà là mọi chuyện mà tôi đã trải qua. Ở thế giới của tôi, những người thuộc câu lạc bộ đó vì chịu bức xạ của viên đá thần mới dẫn tới cái chết. Còn tôi cũng vì nhiễm bức xạ mà bị đưa tới bệnh viện thần kinh. Ở thế giới của tôi, những người còn sống của câu lạc bộ sẽ không xảy ra chuyện gì không may đâu, phải không? Không. Tại sao chứ?
Không phải chuyện đều xảy ra rồi sao? Kể từ giây phút cô chạm vào viên đá thần, chúng ta đều là thông qua nó để giao lưu với nhau bằng sóng điện não. Nhưng những chuyện này chỉ tồn tại trong không gian của viên đá thần mà thôi, chứ không phải hiện thực. Thật sao? Vậy ý cô tức là mọi người trong câu lạc bộ đều sẽ không sao nữa sao? Chị Mẫn Tuyết và chị Hướng Giảng đều sẽ không sao nữa sao? Hiệu ứng cánh bướm bắt đầu rồi. Những thứ khác phải xem ở sự lựa chọn của cô. Vậy tôi biết mình phải làm thế nào rồi. Đúng rồi, tại sao cô lại giúp tôi? Tôi chỉ là muốn giúp chính mình mà thôi. Tôi muốn thông qua viên đá thần để nắm bắt không gian chiều thứ tư, quay về quá khứ để thay đổi mọi chuyện, cũng như cứu người mà tôi yêu. Nhưng do vấn đề nghịch lý thời gian, mà cho dù có quay về quá khứ cũng không thể quay lại thế giới ban đầu được nữa. Thế giới của cô cũng có trác dương sau. Không ai biết trước tương lai sẽ như thế nào, cũng không có cái gọi là vận mệnh sắp đặt. Sở dĩ tôi giúp cô là vì tôi không muốn trác dương phải chết trước mặt tôi, cho dù là ở một thế giới khác đi nữa. Cô thật sự rất yêu anh ấy. Tôi đã trải qua quá nhiều bất hạnh rồi. Hy vọng cô có thể thay tôi sống tiếp thật hạnh phúc với người mình yêu. Nhất định mà. Đúng rồi, tại sao chúng ta đã chạm vào viên đá thần nhưng lại không sao chứ? Bởi vì chúng ta là hậu duệ của Du tộc. Tao sẽ không để mày hại người nữa. Tô Lạc, cậu không sao chứ? Chị xin lỗi, chị chỉ muốn chọc em một chút thôi. Chị xin lỗi. Tô Lạc, Trác Dương, cuốn tiểu thuyết khoa học diễn tưởng mà em viết xuất bản rồi này. Lần trước em viết mà biến mọi người thành người ngoài hành tinh nằm vùng ở trái đất, lần này lại viết cái gì nữa đây? Nghịch lý bà ngoại. Nghịch lý bà ngoại sao? Anh hiểu thế này có đúng không? Tức là một người có thể quay về quá khứ trước khi bà ngoại mang thai mẹ, rồi giết bà ấy, xem bản thân mình khi đang du hành thời gian có còn tồn tại hay không, đúng không? Quả không hổ là sinh viên xuất sắc. Câu chuyện lần này của em chủ yếu là viết về một cô gái với chính bản thân mình ở một thế giới song song khác. Anh là nam chính đấy nhé. Vậy thì anh phải nghiên cứu thật kỹ rồi.